Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang giải đề thi học sinh giỏi lớp 6. Ở các video trước đó thì chúng ta đã hoàn thành 114 câu. Ở video này, chúng ta sẽ làm phần viết câu không đổi nghĩa. Đây là một dạng bài khá là quen thuộc đối với chúng ta, đặc biệt là các bạn học sinh giỏi. Câu 115. Một chiếc xe luxurious là một chiếc xe sang trọng. Làm sao? Thì trong câu này các bạn thấy rằng có dấu chấm than. Đây chính là câu cảm thán ha. Thì ở chương trình lớp 6 thì các bạn đã học là what nè, cộng hoặc in, cộng tính từ, cộng danh từ. Và how các bạn, how thì các bạn cộng tính từ. Ở đây có nghĩa là các bạn dùng chữ lux, luxurious. Rồi, how luxurious. A car, tới danh từ, tới động từ to be. Rồi, how luxurious a car is. Rồi. Một chiếc xe sang trọng làm sao? Đây chính là câu cảm thán và có cấu trúc câu. Các bạn hãy ôn lại nha. Bây giờ chúng ta qua câu 116 là nó tốn tôi 1 giờ để làm bài tập mỗi buổi tối. Có nghĩa là tôi tốn 1 giờ các bạn. Thì tương đương với cái câu này, có nghĩa là I spend nè, tôi trải qua 1 giờ. Rồi. Chỗ này các bạn phải dùng put in nha, quan trọng nhất là các bạn chỗ này các bạn phải dùng put in là doing. Rồi, my homework every evening. Rồi. Bây giờ các bạn qua câu 117, không có ai chạy nhanh hơn tôi. Rồi, câu này ý là tôi là người chạy nhanh nhất. I am the là các bạn, nhanh nhất là fast. Fastest runner. Tôi là người chạy nhanh nhất. Bây giờ các bạn qua câu 118 là có cái thư viện nào ở trường các bạn không? Có nghĩa là ở đây người ta dùng chữ does các bạn, dùng động từ thường. Các bạn sẽ làm là does cộng chủ ngữ of library. Rồi. Chủ ngữ ở đây là trường của bạn nha. Trường của bạn. Có nè các bạn. Có nè. Một cái thư viện. Không. Rồi. Có dấu chấm hỏi ở cuối câu. Chúng ta đã có rồi các bạn. Bây giờ các bạn qua câu số 119 là how old are you, là bạn bao nhiêu tuổi. Rồi. Có nghĩa là what age tuổi các bạn, what age. Rồi. Rồi, tuổi của bạn là gì? What age are you? Rồi, các bạn nhớ có dấu chấm hỏi nha. À, phía sau chúng ta không có. Rồi, what age are you? Bây giờ các bạn qua câu 120 là shall I bring you a cup of tea, là tôi có thể mang cho bạn tách trà không. Thì câu này ý là mời các bạn nha, mời. Và người ta cho chúng ta chữ would, có nghĩa là would you like. Rồi, bạn có muốn nè một tách trà không. Rồi, một tách trà không. Phía sau đã có dấu hỏi. Câu 121, chị của tôi thì làm việc chăm chỉ hơn tôi. Rồi, chị của tôi làm việc chăm chỉ hơn tôi. Ở đây người ta bắt chúng ta dùng động từ thường nha các bạn, có nghĩa là tôi không làm việc chăm chỉ nè. I don't work as các bạn, as. Rồi, chăm chỉ các bạn dùng lại chữ hard working. Các bạn không dùng chữ hard chỗ này nha, bởi vì chữ hard cái này nó không có nghĩa là làm hard working as nè. I các bạn. Rồi. I do. Chỗ này các bạn dùng chữ hard working nó sẽ đúng về nghĩa nhiều hơn nha. Nếu như các bạn dùng chữ hard cái này á thì nó sẽ đổi nghĩa đi. Bởi vì chữ hard của chúng ta ngoài việc là làm việc chăm chỉ á, nó còn có nghĩa là làm việc cực nhọc. Rồi, chúng ta nên giữ cái chữ này. Bây giờ các bạn qua câu 112. Do you have a better refrigerator than this?
là bạn có một cái tủ lạnh tốt hơn cái này không? Rồi, tốt hơn cái này không? Có nghĩa rằng đây có phải là cái tủ lạnh tốt nhất các bạn? Đây có phải là cái tủ lạnh tốt nhất? Rồi, the best các bạn, the best refrigerator. Đây có phải là cái tủ lạnh tốt nhất mà bạn có không? Ở đây các bạn nhìn you have nha. Và dấu hỏi. Chỗ này bạn nào sử dụng là do you have chỗ này các bạn ấy sẽ sai nha. Bởi vì chúng ta hỏi là hỏi chỗ này, chúng ta không hỏi phía sau. Câu 123, tìm một căn hộ trong một thành phố lớn thì không dễ. Rồi, thì không dễ. Có nghĩa là nó thì không dễ ha. Nó thì khó nha các bạn nha. Difficult. Hoặc các bạn có thể dùng nó thì không dễ cũng được. Nó thì khó để các bạn tìm kiếm một căn hộ trong một cái thành phố lớn. Rồi. Câu 124 các bạn. Thứ hai, thường có hai tháng 2 thường có 28 ngày. Rồi. Ở đây người ta cho các bạn chữ D, người ta gợi ý là dùng công thức là có là DA các bạn, có 28 ngày. Rồi. Trong tháng 2. Rồi. Vậy là chúng ta đã xong phần viết câu không đổi nghĩa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy ủng hộ thầy bằng cách đăng ký kênh hoặc là like. Hẹn gặp các bạn ở phần cuối cùng của đề thi. Chúng ta sắp xếp từ. Xin cảm ơn. Xin chào và tạm biệt tất cả các bạn.